Xin chào các bạn. Một trong những thông tin cực nóng tại Thái Lan hiện nay, bên cạnh cuộc tập trận không quân chung Thái Lan-Trung Quốc tại vùng Đông Bắc, thì tại khu vực phía Nam giáp Malaysia, hàng loạt các vụ tấn công đánh bom đang nổ ra. Vậy điều gì đang xảy ra tại đây? Chúng ta cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Theo giới chức địa phương, ít nhất 11 vụ đốt phá và đánh bom đã diễn ra vào đêm 16 tháng 8 ở 3 tỉnh cực Nam Thái Lan là Battani, Yala và Narathiwat. Các cuộc tấn công được cho là do các nhóm phiến quân Hồi giáo ly khai tiến hành. Các vụ đốt phá, đánh bom chủ yếu nhằm vào chuỗi cửa hàng tiện ích 7-Eleven, Big C và các trạm xăng. Hiện chưa có thông báo ghi nhận về thương vong trong các vụ việc nói trên. Hai tỉnh Yala và Battani đã đóng cửa tất cả chuỗi cửa hàng tiện ích 7-Eleven cho đến khi có thông báo mới. Trong nhiều năm qua, các phần tử cực đoan ở ba tỉnh có đông người Hồi giáo ở miền Nam, Narathiwat, Yala, Battani thường xuyên phát động các cuộc nổi dậy đẫm máu nhằm ly khai Thái Lan, khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng chục nghìn người bị thương. Thái Lan có dân số khoảng 70 triệu người, trong đó gần 95% là theo Phật giáo. Trong khi đó, những người theo Hồi giáo là nhóm tôn giáo lớn thứ hai ở Thái Lan với hơn 4% dân số, tập trung chủ yếu tại các tỉnh cực nam của Thái Lan, nơi họ chiếm hơn 85% dân số. Trong quá khứ, nơi đây từng là vương quốc Hồi giáo Battani, tồn tại từ thế kỷ 15 đến đầu thế kỷ 20, với phần lãnh thổ chính gồm 3 tỉnh cực nam Thái Lan hiện nay là Narathiwat, Yala, Battani, cùng một số phần đất các bang Bắc Malaysia là Kelantan, Terengganu. Về cơ bản, nó là một tiểu quốc Hồi giáo Mã Lai kẹp giữa và là nơi tranh chấp giữa các vương triều tại Thái Lan và Mã Lai cho đến năm 1786 thì thuộc Simla. Năm 1826, người Anh công nhận quyền sở hữu của người Thái đối với Battani theo Hiệp ước Berne. Năm 1902, trong một nỗ lực để khẳng định quyền kiểm soát hoàn toàn Battani, Simla đã bắt giữ và phế truất người cai trị cuối cùng của Battani, chấm dứt tư cách độc lập của Battani. Đến năm 1909, người Anh buộc Simla phải cắt đất tại đây trong Hiệp ước Bangkok hay Hiệp ước Anh-Sim. Ở đó, Simla chấp nhận từ bỏ trên 40.000 km2 chủ quyền biên giới các tỉnh phía Nam Simla cho các tỉnh phía Bắc Malaysia thuộc Anh. Khu vực Vương quốc Battani cũ vì thế cũng được tách làm hai, phần phía Nam nhập vào Malaysia, trong khi các vùng phía Bắc là Battani, Narathiwat, Yala vẫn thuộc quyền kiểm soát của Thái Lan, nơi xảy ra các cuộc nổi dậy của người Hồi giáo, xung đột quanh vấn đề về sắc tộc tôn giáo, quá trình thái hóa. Các cuộc nổi dậy của người Hồi giáo tại đây đã bùng phát kể từ sau Thế chiến thứ hai. Trong nhiều thập kỷ sau đó, bạo lực ly khai chỉ xảy ra ở mức độ thấp. Nhưng phong trào dân tộc chủ nghĩa Battani đã phát triển tới việc ra đời các tổ chức như Mặt trận Giải phóng Quốc gia Battani BNPB năm 1959 hay Tổ chức Giải phóng Thống nhất Battani BULO năm 1968 cùng nhiều nhóm thánh chiến với một mục tiêu là ly khai. Trọng tâm được đặt ra trong việc theo đuổi một cuộc đấu tranh vũ trang hướng tới một nhà nước độc lập. Phong trào ly khai sau đó đã leo thang thành xung đột năm 2001 và tái phát vào năm 2004. Thái Lan đã phải thiết quân luật ở Battani, Yala và Narathiwat trong khoảng thời gian này, nhưng cho đến ngày nay, xung đột vẫn tiếp diễn. Chủ yếu là việc lực lượng ly khai tấn công vào các đồn cảnh sát và các đồn quân sự, cũng như trường học và văn phòng chính phủ Thái Lan tại đây. Nó còn lan rộng ra nhiều tỉnh tại Thái Lan bởi các vụ tấn công của quân nổi dậy miền Nam, đặc biệt là các tỉnh miền Nam lân cận và cả ở các thành phố lớn như Bangkok hay Phuket. Mặt trận Cách mạng Quốc gia BRN là nhóm nổi dậy mạnh nhất trong khu vực. Các ước tính về sức mạnh của lực lượng ly khai rất khác nhau, từ vài trăm đến hàng chục nghìn tay súng có vũ trang. Những báo cáo khác cũng cho thấy các nhóm khủng bố Hồi giáo nước ngoài cũng đã xâm nhập vào khu vực này.
Theo chính phủ Thái Lan, có 3 nhóm Hồi giáo cực đoan theo chủ nghĩa ly khai tại đây và các nhóm phiến quân trên có liên quan tới tổ chức khủng bố Al-Qaeda cùng chi nhánh của Al-Qaeda ở khu vực Đông Nam Á. Các khu vực đòi ly khai này cũng là điểm nóng về ma túy, mạng lưới buôn lậu dầu và cướp biển, trong khi các phiến quân ly khai bị cáo buộc tham gia nhiều vụ tấn công đẫm máu. Nhưng ngược lại, chính phủ Thái Lan cũng bị cáo buộc đã có những hành động đáp trả rất nặng tay, mặc dù các giải pháp đàm phán luôn được phía Thái Lan nêu như một phương án hàng đầu. Bên cạnh yếu tố sắc tộc, tôn giáo, yếu tố kinh tế cũng là nguyên nhân dẫn đến xung đột gay gắt tại đây. Mặc dù nền kinh tế Thái Lan đứng thứ hai tại Đông Nam Á, nhưng mức độ phát triển giữa các tỉnh có sự chênh lệch lớn, đặc biệt là sự khác biệt về thu nhập giữa các hộ gia đình theo đạo Phật và đạo Hồi. Tỷ lệ người sống dưới mức nghèo khổ cũng giảm lần lượt từ 40%, 36% và 33% năm 2000 xuống 18%, 10% và 23% vào năm 2004 đối với 3 tỉnh Battani, Nirathiwat và Yala. Nhưng đến năm 2004, thời điểm bùng phát xung đột đến nay, 3 tỉnh này vẫn có 310.000 người sống dưới mức nghèo khổ. Tính chung, 45% tổng số người nghèo ở miền Nam sống ở 3 tỉnh biên giới này. Người Hồi giáo nhìn chung có trình độ học vấn thấp, vì vậy họ bị giảm cơ hội việc làm. Trong chính quyền Thái, chỉ có 2,4% là người Hồi giáo đang làm việc. Các cuộc tấn công của quân nổi dậy cũng ngày càng làm kinh tế tại đây suy sụp. Ngoài ra, tình hình phức tạp tại các tỉnh biên giới Nam Thái Lan cũng là một điểm yếu của nước này và rất có thể đứng sau hỗ trợ các phong trào ly khai tại đây là các thế lực lớn trong khu vực và trên thế giới. Các cuộc tấn công trên khắp 3 tỉnh biên giới mới đây diễn ra đúng trùng với khoảng thời gian Thái Lan, Trung Quốc nối lại tập trận không quân sau 2 năm gián đoạn vì dịch bệnh. Thái Lan kể từ đảo chính 2014 đến nay cũng đang có xu hướng nghiêng về Trung Quốc và rời xa Mỹ. Đương nhiên, Mỹ cùng các đồng minh tại đây bao gồm cả Malaysia và nhất là Singapore rất chú ý tới vấn đề này. Một trường hợp khác là kênh đào qua eo đất Kra, một dự án đề xuất đào một con kênh lớn qua miền Nam Thái Lan làm thay đổi hiện trạng giao thông trong khu vực, nối liền Ấn Độ Dương và Biển Đông một cách nhanh chóng mà không cần đi qua Singapore. Dự án này sẽ mang lại nguồn lợi lớn cho Thái Lan, nhưng với nhiều nước khác, đặc biệt là Singapore, đây là một thảm họa thực sự. Thế nhưng, một trong những nguyên nhân Thái Lan vẫn chần chừ thực hiện kế hoạch này là tình hình ly khai tại 3 tỉnh biên giới phía Nam. Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ sao về việc ly khai tại 3 tỉnh cực Nam Thái Lan? Hãy để lại ý kiến bình luận của mình nhé! Xin chào!